Chiều tối qua ngày 30 tháng 10, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc về rà soát công tác chuẩn bị chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, về cách thức thì sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn theo 4 nhóm lĩnh vực gồm kinh tế tổng hợp vĩ mô, kinh tế ngành, văn hóa xã hội, tư pháp, nội chính, kiểm toán nhà nước, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trong 2,5 ngày. Thời gian dành cho mỗi nhóm lĩnh vực chất vấn khoảng 160 đến 170 phút, nhưng khi điều hành sẽ linh hoạt theo diễn biến tình hình thực tế. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 là chất vấn những vấn đề đã chất vấn, giám sát, không phải là chất vấn những vấn đề nổi lên hiện nay. Cụ thể, Quốc hội sẽ tập trung chất vấn việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các thành viên chính phủ, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, trong việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, theo phương châm coi trọng giám sát những vấn đề sau giám sát.